được chuyển hướng đến vị trí của Venasio. Văn Toàn, Đức Chiến theo rất sát so với Văn Toàn. Một pha xử lý hay của Hoàng Đức và Văn Toàn đã phạm lỗi với Hoàng Đức. Hoàng Đức là cầu thủ có kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, cùng những tình huống xử lý rất bất ngờ và kỹ thuật của mình. Những người đá cao nhất trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai là Trương Ngọc Quang, Văn Toàn và Trevor Woods. Hoàng Đức không vào. Bóng vô tình đến chân của Hoàng Đức sau một tình huống tranh chấp của Venasio. Nhưng cú ra chân sau đó của số 28 bên phía Viettel lại đưa bóng đi chạy khung thành. Cơ hội đáng kể đầu tiên của đội chủ nhà. Đường truyền từ biên của Bruno. Trọng Sáng tranh chấp không thành công. Bóng đến chân của Hoàng Đức. Nhưng pha xử lý sau cùng của tiền vệ này lại không thể đưa bóng đi trúng khung thành của thủ môn Văn Trường. Hàng đầu của thủ môn của huấn luyện viên Lee Tae-hun. Hoàng Đức. Một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Bóng nằm gọn trong tay của Văn Trường. Và lúc này thì hàng tiền vệ của đội chủ nhà đang chơi tốt hơn. Bóng vẫn trong sân. Hoàng Đức. Như vậy là Trần Ngọc Sơn sẽ chơi bán biên trái, vị trí mà Trọng Hoàng đã thi đấu trong hiệp 1. Trong khi đó thì ở phía đối diện, Trọng Hoàng sẽ thay cho Bùi Duy Thường. Tiến Dũng. Có thể thấy Văn Toàn nhanh và nguy hiểm như thế nào. Một tình huống xử lý rất hay của Hoàng Đức. Vừa đủ để giành lại bóng trong chân của Văn Toàn. Quế Ngọc Hải. Hoàng Đức. Ngay lập tức thì Kelly đã áp sát từ phía sau. Những tình huống cố định đang là cơ hội cứu cánh cho Viettel. Không có pha dứt điểm của Việt Phong. Hoàng Đức. Trọng Hoàng. Văn Toàn là người đã phạm lỗi. Trở lại với diễn biến trên sân thì Việt Phong đang có bóng. Hoàng Đức vô cùng tập trung để bảo vệ chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ ở mùa giải năm nay. Cuối cùng thì Hoàng Anh Gia Lai cũng đã phải nhận một bàn thua. Bây giờ họ có quyền mơ về một chiến thắng. Việt Phong. Trọng Hoàng. Cơ hội. Diễn văn nào. Tuyến này. Dứt điểm. Hoàng Đức. Bruno. Bài. Một kịch bản không ai ngờ tới được đang diễn ra trên sân vận động Hoàng Đức. Một cú đúp của Bruno. Và bây giờ thì Viettel đang thắng ngược lại với tỷ số 3-2. Nhìn cách ăn mừng của toàn thể ban huấn luyện câu lạc bộ Viettel cho thấy họ đã chờ đợi giây phút này như thế nào. Như một chiếc lò xo bị dồn nén trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Bây giờ thì sự giải tỏa của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới được bung ra. Ăn mừng như thể một chiến thắng, như thể một chiếc cúp vô địch đang ở trước mắt cầu thủ Viettel. Trong khi đó thì huấn luyện viên Lee Tae-hun, khoảnh khắc mà chúng ta vừa được theo dõi, chất lặng trên bàn ghế huấn luyện của Hoàng Gia Lai. Không ai theo kèm Bruno trong tình huống này. Trọng Hoàng đã chơi rất hay. Và đây là Dương Văn Hào.
Bruno. Hai bàn thắng của Bruno đang giúp cho Viettel thắng ngược với tỷ số là 3-2. Thời gian chưa kết thúc nhưng Thiên Trắng đang ở rất gần với đội chủ nhà. Cái duyên của Việt Phong